Chào các em. Chúng ta cùng nhau ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1 môn khoa học tự nhiên lớp 8. Nội dung ôn tập là các công thức tính toán và bài toán tính theo phương trình hóa học. Ta cùng nhắc lại các công thức tính toán cần nhớ. Đầu tiên các em hãy nhớ lại ký hiệu và đơn vị của các đại lượng, số mol, khối lượng chất, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, nồng độ phần trăm, nồng độ mol, khối lượng dung dịch và thể tích dung dịch. Và nhớ lại các công thức tính toán như sau. Công thức tính số mol, công thức tính khối lượng chất, tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol và các công thức tính khối lượng chất tan trong dung dịch. Khối lượng dung dịch, tính thể tích dung dịch. Các em lưu ý, khối lượng mol M lớn của một chất có cùng số trị với khối lượng nguyên tử hoặc khối lượng phân tử của chất đó. Ví dụ, dựa vào khối lượng nguyên tử của các nguyên tố, ta tính được khối lượng mol nguyên tử Fe bằng 56 gram trên mol, khối lượng mol phân tử KCl3 bằng 122,5 gram trên mol như là cái cách trình bày trên bảng. Ngoài ra, còn có các công thức như là công thức tính độ tan của một chất trong nước, tỷ khối của chất khí, hiệu suất phản ứng. Vậy tất cả các công thức mà cô vừa nhắc ở trên, các em phải nhớ và vận dụng cho đúng tùy theo từng trường hợp. Dạng bài toán tính theo phương trình hóa học. Các bước tiến hành: bước 1, ta viết phương trình hóa học. Bước 2, tính số mol theo đề. Dựa vào dữ kiện của đề cho, ta chọn công thức tính số mol tương ứng. Bước 1 và bước 2 có thể thay đổi thứ tự cho nhau. Bước 3, dựa vào phương trình hóa học để tính số mol chất tham gia hoặc tạo thành. Bước 4, tính theo yêu cầu của đề. Hướng dẫn giải chi tiết. Đầu tiên, các em phải đọc kỹ đề và xác định phản ứng hóa học xảy ra, dữ kiện đề cho và yêu cầu của đề. Trong phần tóm tắt, viết phương trình hóa học theo đề, ghi dữ kiện đề cho và dữ kiện đề hỏi bằng các ký hiệu M, N, V. Chúng ta cùng nhau phân tích đề. Phản ứng hóa học giữa phosphorus và oxygen tạo ra diphosphorus pentoxide B2O5. Cân bằng phản ứng. Dữ kiện đề cho 12,395 lít khí oxygen. Đề hỏi khối lượng phosphorus cần dùng. Khối lượng B2O5 sinh ra. Nếu trên thực tế, khối lượng sản phẩm B2O5 thu được là 26,98 gram, tính hiệu suất của phản ứng. Đề cho dữ kiện thể tích khí, ta tính được số mol O2, lấy V chia cho 24,79 và bằng 0,5 mol. Viết phương trình hóa học với hệ số cân bằng là 4,5,2, ta suy ra được tỷ lệ mol các chất. Có nghĩa là 5 mol O2 phản ứng với 4 mol B tạo ra 2 mol B2O5. Vậy đề cho 0,5 mol O2 thì sẽ cần bao nhiêu mol B và tạo ra bao nhiêu mol B2O5? Để tính được số mol B, các em dùng quy tắc nhân chéo chia ngang, lấy 0,5 nhân 4 chia 5 và ra kết quả là 0,4 mol B, và tương tự sẽ tính ra được 0,2 mol B2O5. Thực ra cái bước này được gọi là cái bước điền số mol các chất vào dưới phương trình hóa học theo hai hàng. Đầu tiên, các em sẽ đem hệ số xuống. Và bước 2 là tính được số mol chất nào, thế đúng vị trí chất đó, nhân chéo chia ngang, tìm những số mol còn lại. Sau khi đã điền số mol theo hai hàng rồi, ta thực hiện tính theo yêu cầu đề. Với 0,4 mol B, em tính được khối lượng P bằng N nhân M lớn, 0,2 mol B2O5, tính được khối lượng B2O5. Và đây là khối lượng của B2O5 tính được
trên phương trình hóa học, nên ta gọi đây là khối lượng sản phẩm trên lý thuyết. Từ đó tính được câu C, hiệu suất phản ứng, lấy khối lượng P2O5 trên thực tế, chia cho khối lượng sản phẩm P2O5 trên lý thuyết nhân 100, các em sẽ ra được hiệu suất của phản ứng là 95%. Các em đọc kỹ đề bài 2, cô gợi ý phần tóm tắt. Khối lượng GN, thể tích dung dịch HCl, thì các em phải đổi về đơn vị lít. Sơ đồ này cần phải cân bằng. Tính số mol là số mol chất tan HCl, nồng độ mol CmHCl và thể tích khí VH2. Đây là phần tóm tắt của ví dụ 2. Nhận thấy đề cho hai dữ kiện, đó là khối lượng của GN và thể tích dung dịch HCl. Thì từ khối lượng của GN, ta có thể tính ngay ra được số mol GN. Công thức N bằng M nhỏ chia M lớn, thế số ra được kết quả là 0,3 mol. Còn từ thể tích dung dịch HCl, ta có thể tính ra được số mol hay không? Muốn tính số mol HCl, các em phải có nồng độ mol dung dịch HCl nhân cho V dung dịch. Mà đề chưa cho nồng độ mol dung dịch, nên chưa đủ điều kiện để tính ra số mol HCl. Vậy số mol HCl sẽ tính bằng cách nào? Sẽ tính dựa vào phương trình hóa học. Ta viết lại phương trình. Hạ hệ số các chất. Điền số mol GN mới tính toán được. Vào hàng số 2 và dùng quy tắc nhân chéo chia ngang tìm số mol của các chất còn lại. Từ đó các em tìm được số mol HCl là 0,6 mol. Tiếp theo ta tính nồng độ mol HCl. Áp dụng công thức N chất tan chia V dung dịch, thế số và tính ra được nồng độ mol dung dịch HCl là 3M. Câu B, tính thể tích khí H2. Số mol H2 trong phương trình tính được là 0,3 mol. Vậy từ số mol này, ta thế số vào công thức V bằng N nhân 24,79 và ra kết quả là 7,437 lít. Ví dụ 3, cô gợi ý phần tóm tắt. MSO3, 150 gram dung dịch H2SO4. Chúng ta phải ghi rõ là M dung dịch H2SO4. Tính khối lượng axit MH2SO4. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch C phần trăm H2SO4. Bước đầu tiên của bài toán tính theo phương trình hóa học, đó là ta phải đi tính số mol từ các dữ kiện đề bài cho. Đề cho hai dữ kiện là khối lượng SO3 và khối lượng dung dịch H2SO4. Từ khối lượng SO3, ta tính ngay ra được số mol SO3, công thức N bằng M nhỏ chia M lớn, thế số và tính ra 0,2 mol SO3. Vậy ta có thể tính số mol H2SO4 từ khối lượng dung dịch H2SO4 đề cho hay không? Câu trả lời là không, vì chưa đủ dữ kiện để tính ra được. Muốn tính số mol H2SO4, ta phải dựa vào phương trình hóa học. Viết lại phương trình hóa học. Hạ hệ số mol của các chất. Điền số mol SO3 mới tính được vào phương trình, nhân chéo chia ngang và tính ra được số mol H2SO4. Từ số mol H2SO4 này, em mới tính được khối lượng H2SO4. Và khối lượng này được gọi là khối lượng chất tan H2SO4. Có khối lượng chất tan H2SO4 mới tính và khối lượng dung dịch H2SO4 đề cho. Ta thế vào công thức và tính ra được C phần trăm H2SO4. Kết quả là gần bằng 13,07%. Qua 3 bài tập vận dụng vừa rồi, thì cô yêu cầu các em
phải nhớ các công thức tính toán và biết cách giải bài toán tính theo phương trình hóa học.